Reading books is vital, full stop now. It has a lot of benefit for students. Chẳng thà cái ăn sự phẩm cứ vì mình Bà xôm chú đưa xuống nè tầng ngọt nha. Thế này dương bằng to mì đưa dương mùi tiết tạc tường nâng ngồi comma splice. Chẳng ngồi video này cứ chưa video trong cái đó. Hơi đại tạc tường nâng ngọt bánh hà tu tớ nó khăn ông ca sổ xế bị sao ngọt lề. Chẳng video môn môn dương bàn sắc xa rùi mà hơi tạc tường nâng ngọt fragment, choppy, stingy, run on. Chẳng nó khăn ông video này dương bắt đầu xâm khăn tờ lỡ. Comma splice. Ok, chẳng có mạng khá bê dư thật ta, comma splice. Cứ chỉ ở với hai vì mình là cái nạp bài mất, ok, lấy dân cho từ sắc xa, từ ngọt nha. Ok, cho cái thả, a comma splice error is the improper use of a comma between two main clauses. Cho cái thả, bánh hà ở comma splice nó cứ vì cái hà thả, cái bà ở comma nó sẽ nhạc biến nó cứ mình tâm trấu, rù viến. Khá tham men khó. Ai kể tặng bí nâng. Vì ở phở tâm trâu á nè. Hay mối tiết kể tha comma supply occurs when two independent clauses are joined with just a comma and it is one of the common forms of a run-on sentence. Chân kể tha comma supply nâng cứ vì cả lát nó bị đài khó ai kể tặng bí nâng cứ vì trâu bàn chụp chùm mối khía. Chỉ môi nâng sinh nhạc biết môi tại bằng nọ. Tại sinh nhạc biết môi tề. Hai vì chỉ khá thà tổng rung tù tàu môi nâu khăn nóng. Rồi cầu rộp bọ khá thà bì dục tàn ồn. Comma supply nâng á nè. Chỉ dân mở tì hò dưỡng. Studying computer is significant. Comma. It has many benefits for students. Chẳng thà ca riêng ở computer nâng. Cứ vì mình sẽ là sẵn khánh nè. Vì mình thật biệt chỉ trả sẵn đọc sở. Chẳng cứ bị dụng nâng cứ những khơi mình đã khám mà mỗi tỷ. Chẳng bị dụng nâng cứ chía. Bởi dân khơi chẳng nè. Khơi bị dụng nâng chẳng hay mình đã khám mà mỗi chẳng vì chía. A comma supply. Là dương mơ mà chẳng nói tiếp. Some comma supplies occur when a writer tries to use a transition expression. In the middle of a sentence. Chẳng thà bị dục comma supply môi chùm nguồn nâng cứ vì cả lăng nô bê đài nẹ sở xây nâng có chi dìm prà. Khá thà bị xâm rạp khá thà chuộp khá nế nà. Bị dục môi tàu bị dục môi chẳng nâng cả đá bị dục. Chẳng dùm mở tì hòa dưỡng. Studying computer is significant. Comma because it has many benefits for students. Chẳng thà ca riêng nơi computer nó cứ vì miên bà giỏi khăn ná. Vì bố, vì miên ca thà ạ thọ cho chị trả lời xâm rạp sao. Chẳng ngờ nắng có chìa, bà giục lát gồm dương khơi miên khám má dương miên biệt bị kho ca thà bụi subordinator chẳng ná. Bà dù mùi bà chuộm những co vía, ạ trâm trao đài. Chẳng vì chìa hai bộ phết khám má supply, rụng bì nâng chẳng ná. Ok, lấy dương tư chùm nội mùi tiết number 2, how to fix a comma supplies chẳng đọc biếp cài rồi có chua rồi có ở thơ dẫn mấy ai bí dụng trong trao quần ok chẳng cái thang there are four main ways to fix a comma supply chẳng dương miên vị thị buồn giá nằm bay chua rồi có cài đồng rấu bí dụng cả thang comma supply chẳng tí mối use a period of full stop chẳng dương pra ơi sinh nhà chọc mùi chạy nghe. Chẳng là tìa thái. Reading books is vital. Full stop now. It has a lot of benefit for students. Chẳng là thái cái answer poll nó cứ vì mình sẽ là xâm khẳng ná. Vì mình cả thái ạ thập cho chị tràn đó rồi có xâm lập sợ. Chẳng dừng phở tìm sao tới mấy kia phát ách đó dừng phở full stop nè. Chẳng dừng bán chia bí dục simple bì bí dục simple sentence bì bán thử nghe. Vì thí xa tí bí, use a semicolon. Nhưng phở sẽ nhà không biết hết, sẽ nhà chút mùi chạy. Chào tiêu thà, reading books is vital. Semicolon, it has a lot of benefits for students. Chẳng cái answer phở viên mới là tầm khăn á.
vì đời xa tái vì miền này kế sợ xâm khăn tập giờ đó chả ra làm rạp xa chừng ăn tới dương đăng dương dương hộp thì sao thamay thamay dương bàn ai đi bàn này chẳng hạn hay thì sao number 3 use a comma and a coordinating conjunction fanboys chứ dương phở thì nhà có biết mối hay chỉ mối nâng fanboy mối cho tiêu tha reading books is vital comma for it has a lot of benefits for students chẳng cả anh phở cứ vì mình sợ làm khăn á tối xa tái vì mình thập dọc cho ra làm sao sao chẳng là tiêu hóa tạm mối tới bằng ta trong phở gà thập thì sạc xe này chẳng á chẳng là dùng full stop dùng semicolon hay comma hay fanboy hay vì thị xác chẳng cái cứ dùng use a subordinating conjunction cả là subordinator cho tiêu thà reading books is vital semicolon because comma it has a lot of benefits for students chẳng được kia đấy bạn ta phải là dùng phải chỉ mua năng khả thà subordinator dùng thời tập phải ghế semicolon hay năng comma ok chẳng vì thị xác chẳng buồn ấy cứ vì đôi tâm năng ở run on sentence đài ok cứ vì đôi kinh nghiệm chẳng đại xa ở comma splice này cứ vị chia tụm rung tu tàu muối nó không nông hạ thà bây giờ run on chẳng trong tí xác cứ vị đôi kinh nghiệm ok chẳng ở mê đến những đại tên ở comma splice cứ dương miền tài bản năng hay không sẵn khâm thà này ở khả nế dương vô lọ mê đến mùi này ok, ở quần nào hết xâm rạp cả tù xin nào video mùi này hồi bởi xin chờ chú chất không phải chú subscribe nơi bụt tông càng cao mùi nạ mùi phóng đảm bày từ tù ba nâu mê riêng thamay bằng tỏ tiền. Ở côn, chúc nhìn nâu mê riêng cơ hội tiền.